có bầu chưa? Ủa tự nhiên hỏi có bầu chưa? Có bầu á. Bạn có bầu mấy tháng rồi? Có bầu đâu có bầu. Tèo mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tèo Vlog nha. Mình chào cả nhà. Chào và chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe, nhìn vui. Hôm nay thì hai chồng có tin vui. Quay trở lại khu vườn cả nhà. Thì cái chủ đất sang cái miếng đất này cả nhà, thì cái chủ mới á là chị sang xong rồi chị nói là hai vợ chồng cứ trồng đi, chị chưa cất nhà bây giờ đâu. Thì thấy vậy hai chồng cái chồng tiếp tục. Cái gì? Dạ. Yeah. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là tại sao mà đất người ta mà đi trồng, thì cũng như là tại vì là thấy gần chòi á cả nhà, cho nên là mình trồng đây cho thuận tiện. Thì mình trồng mình cũng có hỏi chủ đất, chủ đất cho trồng mình mới trồng chứ không phải là đất người khác mình tự ý mình trồng. Giờ đây mình trồng gần cái chòi nè, mình bẻ ra vô mình bẻ nó cũng thuận tiện hơn rồi mình trồng ở xa. Với lại á, mình không trồng á thì người ta không ở đây, người ta không có canh tác được cả nhà. Mình để cỏ có như là đám gừng vậy đó, nó gần chòi quá, gần chòi sợ gắn vết đồ đi ở rồi bò vô mà cũng hay á. Thà là mình dọn đi rồi hôn chú vườn lấy mình trả ba cái hoa màu này cũng có nhiêu tiền. Thì lúc trước thì của cái chủ kia, nhưng mà thì theo chồng thì chủ kia thì cứ kêu chồng cây đầu vô đi, thì xong rồi cái chủ trước đó sang lại cho cái chủ hiện tại, thì Tèo mới dự định là sẽ trả lại cho người ta. Tại vì người ta sang, ta nói người ta cất nhà thì Tèo cứ nghĩ là ta sang ta sẽ cất nhà liền, nhưng mà chị nói là chị chưa cất nhà bây giờ thì cứ chồng đi. Thì cho nên là hai chồng bữa nay ra dọn lại đặng chồng tiếp tục, chứ phải không có phải không có vấn đề đó, không gà thì đâu có để cỏ dữ vậy, cũng dẹp chống lỏng hết rồi. Thì cũng nhiều cô chú anh chị hỏi như là sang cho chủ khác rồi cái chòi có ảnh hưởng gì không. Thì cái chòi là còn bên đất của ba Tèo nha, thì cái vấn đề này Tèo cũng nói nhiều rồi, nhiều khi cô chú anh chị mới theo dõi kênh đó là nhiều khi không rõ. Thì bữa nay thì Tèo sẽ nói lại một lần nữa nha. Để Tèo ra đây nè, ra đây nói mới chính xác. Chứ đứng trước kia chị chỏ còn không chính xác đâu. Đây, Tèo ngồi cặp hông nhà gì thì nói cho cô chú anh chị dễ hiểu nha. Ba Tèo sang là phía trước này có cây nọc đá này cả nhà thấy không? Đó. Cây nọc đá này là đó, ba Tèo sang cái đường đi là 2 mét. Rồi qua tới bên cây cột đây nè, từ cây cột này qua cái nọc đá này. Rồi ngay cái nọc đá này thì đi thẳng ra ngoài đó đó. Đó, ngay chỗ ngón tay Tèo nè. Nó thẳng ra tới cái cây đen đen đó đó, thẳng này đó đó, từ cái cây đen này qua bên đây là của người ta, còn từ cây đen này trở về phía bên đây là còn của ba Tèo, chứ không phải là cái chòi là nằm đất ta, chỉ là cái vườn rau, cái vườn rau đó thì nằm bên người ta, còn từ mấy vườn rau đó trở về bên đây thì còn của ba Tèo. Thì sang cho người ta lúc đó ba Tèo sang cho người ta thì người ta cũng dự định cất nhà cả nhà, cho nên là mới sang cái đường đi cho người ta có cái đường đi đang đi thông ra lộ luôn đó. Của ba Tèo thì còn tự tầm nửa cái clip này nè nha cả nhà, từ bên đây nè chở qua tới mé chòi này nè là về phía bên đó luôn, về phía tới cái vườn đó đó là còn của ba Tèo. Còn Hương Lao thì nằm ngoài đó. Đó, Hương Lao nằm đó đó. Thì cái chòi của Hương Cù Lao á thì cũng như ba sang là không có sang tới cái chòi nha, không có tới mí chòi đó. Từ cái mí chòi trở về bên đây là còn có 3 mét nữa là chạy dài qua bên đó luôn, rồi đi vòng luôn là qua bên kia là còn có ba Tèo. Còn từ cái mí kế chòi đó đi thẳng qua tới chỗ ngay chân mấy cây cao đó đó là trở vòng ở đây nè là của người ta, là bằng đất của Hương Cù Lao á là còn bên đây chứ không phải là của người ta. Chòi hai chiến thì ở ngoài kia. Chòi hai chiến thì đó thuộc về đất ruộng hồi xưa giờ. Đất ruộng. Đó ngoài kinh nha. Chòi của hai chiến là cặp nhà của Tèo ngoài ruộng á. Đó là đất
chứ không phải là chỗ này. Chỗ này là trong lộ. Còn phần trong lộ thì ba chỉ có nhiêu thôi. Có nhiêu hả? Phần chỗ này thì ba tèo thì chỉ được có chỗ này thì tầm khoảng cứng cứng công đất gì đó cả nhà. Công chỗ tèo là 1.300 m² á. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là cái vấn đề chòi của hai chiến có ảnh hưởng không? Tại vì anh hai mới cắt chòi á, nhiều khi ảnh hưởng. Thì tèo cũng xin chia sẻ là chòi của anh hai là cái miếng đất khác chứ không phải là nó nằm trong miếng đất này. Tại ba tèo á thì đất của ông nội xưa để lại á là ba tèo chỉ chỗ này chỉ có cứng một công thôi. Cái miếng này với cái nền nhà thì cập lộ nè cả nhà. Đó, ở phía trước thì chỗ dàn mớp tèo thả đó. Chỉ được bao nhiêu đây thôi, thì ba cho anh hai thì ở cặp rồi. Thì ba còn cái nền nhà. Nó dưới ở phía sau này nhiều, nhưng mà ở phía sau này ba sang hết phân nửa. Bán cho ta phân nửa, chỉ còn phân nửa thôi. Cô chú anh chị nhiều khi không biết á, thì hỏi nhiều khi trả lời trong bình luận thì nhiều khi cô chú cô không hiểu. Cái trời có hai chiến thì nằm gần cái chuồng bò của tèo ngoại, là ở ngoài nhà tèo ngoại á, là cái miếng đất mà đó, đất đó là đất ruộng hồi xưa, bây giờ thì cũng lên vườn luôn. Trời mần mau dữ trời. Hiện nay trên clip nè, cái táo đó em thấy hả? Táo không? Đâu? Chừa cái táo lại nè. Ồ lớn vậy đó hả? Ủa nữa. Hổm bên đây mà ta. Bên đó cây chết queo rồi. Không nói hồi đi luôn rồi. Chừa đó nha. Chừa đó hả? Cái táo này là cái táo gừng nha cả nhà, mình ăn cái hột nó lên là gọi là cái táo gừng. Xong mình muốn mà trái nó đẹp nó bự á thì mình sẽ kiếm cây táo loại giống táo khác, mình sẽ qua da nó. Chứ nói để vậy lên là nửa trái nó bằng ngón tay vậy nè, trái nó không có bự. Trước hết em bằng trên clip trước. Bữa nay thì hai chồng tỉa trước đi, rồi sau đó nếu kịp thì bằng dưới mương luôn. Bữa nay hai chồng dọn này lại tỉa chỉ đầu bắp nha cả nhà. Tỉa đầu bắp này. Ngày hôm qua được nắng cho nên đất nó xốp nó gáo nè. Bằng cỏ cũng mê tay luôn. Trời nhà coi dưa hấu nha. Cái nhà thấy nè, dưa hấu này chắc ăn được thôi chứ cũng không còn trái nữa, chứ trái không bự rồi nha. Mưa quá mưa là tình hình là trái không bự rồi. Kìa, bình mấy trái mình đó bên này cũng còn nửa ký rồi. Dưa hấu này nửa trái bự lắm, tầm ký hơn. Mưa quá trời nó sượng hết trơn á nha, nè. Sượng trơn luôn, cũng ghê. Chấm nụ mà mưa mà nó cái kiểu mà mưa quá là nó sức cái lông nè cả nhà thấy không? Dưa hấu người ta đúng ra ba lớn là còn lông, mà dưa hấu này không còn cái lông. Cái lông như cái dây nè cả nhà. Nó cái lông gì đó. Mà trái này lớn không còn cái lông. Vì sao lớn nổi? Không có trái nào còn lông chứ. Rồi, bây giờ thì tao dắt máy xuống làm tiếp bà xã. Để thôi chiều nay không có cơm ăn nè. Rồi nói chuyện không có cơm ăn. Hai chồng mừng xong được khoảng này nè cả nhà. Bây giờ ông xã mình cũng gieo hạt luôn. Đầu bắp thì trồng thưa thưa cả nhà. Thưa vậy nè, đừng trồng dày quá. Dày quá dở. Tại tàn lớn á. Để tỉa đất luôn. Đất xốp anh. Mình có im sao vậy? Cái hộp này cũ lên không? Tiêu bạch. Bỏ đại nhiều. Nếu lên thì tiễn. Tiểu Bạch ra đây nè con. Tiểu Bạch. Hai chế đi học rồi. Ở nhà mình hiu. Hiu ra đây gình gượt gà nè. Gượt gà không sợ gì. Sợ sình đó cả nhà. Dơ. Bữa nay quá trời xuống trái luôn rồi. Ừ. Bữa nay về bữa là bồng dữ lắm. Trái dữ lắm, trái nhiều. Mau lên, 2-3 ngày là lên.
hột đậu bắc giống cái hột gọn ha, mà nó nhỏ hột gọn ha, mà cũng giống giống chính xác là giống hơn là cái hột tiêu sọ anh. Tiêu sọ mà khi người ta lấy vỏ ra mình màu trắng. Có mưa nó mềm đó. Hết luôn chưa? Hột quá hả? Ừ. Còn vậy anh tiễn lỗ mấy hột. Bỏ đại xuống đi rồi nữa nó lên mình tiễn. Chắc ăn. Chưa hết nữa hả? Quắp này bà bác, em thấy bà bác ở trên đập á, bán ký 15.000. Trái nhìn cũng ngon lắm nha. Ký 15.000 cũng đâu mắc anh ha. Ừ. Cũng ký cả đống luôn á. Quắp ký bẻ lâu. Sầm bứng ít vào cá bánh chầm nha. Bây giờ này nó tốt nè, nhưng mà cái mương này giờ nó bị nhiễm nè. Bây giờ mình thả nước vô dơ ra đó nha nhà. Cái gà đồ đó nó đi á, dính cái gặp cá dơ. Gặp cá thì nó không có cao, nhưng mà mình ăn thì mình ăn sống á, với lại mình giờ phải trồng nơi nào sạch sẽ mình ăn tốt hơn. Gặp cá tính ra nó nói chung cũng khó trồng mình nè, quá sâu bứng được. Bứng sao mà nguyên gốc vậy đó, trồng nó mới mau phát. Nắm rau cần nước tốt quá trời. Rau cần nước thì được nè cả nhà, tại vì nó lên cao mình ăn cái lọt được. Cái bầu nó già chưa anh? Chưa đâu. Bầu nó chưa già hả? Chưa. Giống bầu này nó bự trái lắm. Nhớ hồi đó mẹ em trồng bầu á, hồi lúc em còn nhỏ đó. Cái bà ngoại em cho mẹ có công đất à, công đất mẹ trồng gãy. Cái mẹ cũng hỏi bờ kinh á, cái mẹ trồng bầu á. Ừ. Mà một trái nha, chó đó hồi đó bán trái có 2.000 hay trời, 1.500-2.000. Mà thời đó em mới có không biết nhiêu tuổi mà nhưng còn nhớ đó, chắc học ở lớp 1 lớp 2 vậy đó. Trời đi bán bầu thứ ham mà nhìn trái bầu thấy nó dài hay là mình nhỏ mình thấy. Hồi xưa trồng đồ hay gì đó để tới lứa mới bẻ. Dài dài không à. Dưa leo tầm 2 trái 1 ký, 3 trái 1 ký vậy đó. Yeah. Bí đao cũng vậy nữa. Bí đao là tầm 1 ký, 1 ký mấy 2 ký mới bẻ. Dài thiệt dài luôn á. Bây giờ mà kiểu để đó, kiểu đó là người ta không có mua, ta chê á. Ngồi hả? Ngồi dưới đó nè. Nhìn lưới này rách lỗ, vô chỗ dễ nè cái nhà. Đây là khế nè. Ôi, cái khế nó ra trái khác nữa nè anh. Trái chín nhóc kìa. Đây nữa nè cái nhà. Trái quá trời luôn. Trái quá trời mà không thấy con chim nào lại hết ta. Hay là vàng thiên lý che bị khuất rồi cho nên chim nó không có ăn khế chả vàng nè. Còn cái ớt này cả nha. Cái ớt đùm nha. Đây là cực cay luôn. Mùi ăn không được lát nữa. Nó cay dữ lắm luôn. Còn cái khung cỏ này thì chắc lẽ là mơ mới mần. Rồi hôm nay mần không kịp. Trồng xong này cái là mình tưới. Đây thì nãy giờ tao không có trồng được mấy bụi rau găm nè cả nhà. Chỗ này là kinh doanh rau hết nha. Rau găm. Mày trồng xa xa rau găm em không? Nửa rau găm em nở lắm á. Nở chứ con không có lợi rau này đâu. Rau này cũng nở chứ. Cái clip này lần nữa thì trồng rau hết luôn cả nhà. Rau thơm á. Rau thơm nọ luôn. Rau thì chung clip những rồi anh bứng với cái đường nước ha. Nãy nhỏ đó nó có bụi nằm sao lâu vậy. Sao được nó lên với đó bụi. Ngộ ngộ cũng vậy đó. Mình trồng hoài cái nó không lên mà tới khi mà nó có rồi cái nó nhảy tùm lum chứ à. Bông á, bông á nó gầm lum chứ.
chồng về đảm bảo đó, cục đất đó đảm bảo lắm luôn á. Bứng về chồng nó dễ sống. Rau này lần nữa nó bò, nó măng á, măng nó đi tới đâu nó lên tới đó. Ừ. Chồng không cần cầm dài, chồng cứ thưa vậy đó. Nó lũ lên á. Đâu giờ muốn chặt bỏ uổng rồi chừa lại cái dạng đầu leo nó cắn này. Mọi thứ ít đi cả nhà, không ăn cái có thì nhà mình trồng mình tưới nước, nắng mưa khỏi tưới nước còn được nữa. Ừ. Lâu lâu mình chăm phân vô cái là tốt, chăm phân nhẹ vô. Trồng được mấy cây quế này cũng tốt rồi. Trồng ngò tiếp đi luôn em. Trồng luôn đi. Ừ. Bắp thì tứ thì tứ, nó mau lên. Rồi xong, hôm nay xong rồi đó. Hôm nay chỉ làm được nhiêu thôi cả nhà. Chiều rồi. Trời chứ mưa, không biết mưa không anh? Không, bay hết rồi. Rồi, bây giờ mình ra, mình lo cho bò thôi. Xong công việc hết trơn, hai chồng ra cắt trái bầu, đưa làm cơm nữa nha. Cắt cái nào anh? Hả? Cắt hai trái nha. Hết luôn đi. Non không? Cái này đi. Rồi để anh coi. Ô, non xèo. Còn lông không? Cái này đẹp quá ha. Cái giống bầu này bự trái. Thôi không có trái bầu giống, mình để hai trái được không? Không, cái trái bầu giống mình để bầu gốc, hai để bầu ngọn. Vậy hả? Ừ, cái đó nó lên ngọn. Trái bầu đó. Bữa này xuống trên non nhiều lắm cả nhà. Trái bầu hết, trái bầu. Rồi bây giờ gia đình Thèo chuẩn bị vô bếp làm cơm. Chào cả nhà. Thử ra, non nè. Ồ, non xèo. Không còn non. Hôm nay thì nấu canh bầu cả nhà. Mình có chạy đi mua được 4 con cá mắc lộ nha. Mẹ sẽ muối xả ớt để chiên. Rồi cái phần thịt này thì mình bầm, mình nấu canh bầu ha. Giờ mình muối vậy. Đây là gia vị. Một thỏ đường cái hạt. Không có đường, bữa nay muối mặn nha. Bụng ngọt với hạt nêm với muối. Muối mặn ăn với canh bầu. Muối xả ớt. Xả ớt. Chiên. Lâu rồi không ăn cá biển, thấy cá biển cũng thèm. Nên ăn cá biển. Cá biển nè, muối xả này hết sảy. Cá mắc lộ này nè. Cái thịt nó ngon hơn cá nục. Hình như cá này thịt nó thơm nè. Ừ, cá này mình thôi nước dừa cũng ngon đó phải không? Cá này giữ con cá bạch má là hai con nữa, thịt nó tương đối đó. Cá mắc lộ này tính ra nó mắc hơn cá nục à, hơn bởi vì thịt nó thơm nha. À, cái bầu này phải có hai bé nhà là hai bé dẹp gọt. Chắc mình ăn lần nửa trái coi. Nửa trái đó. Còn nửa trái mời tính đó. Mời cái đó là chứ ăn hết trái là không hết rồi cả nhà. Luộc chấm chao cũng ngon. Chứ bà luộc ăn hết gia đình mà không hết. Đầu chuyến này sao nó dài trái dữ vậy, kỳ trước đâu có được dài không. Còn lấy giống lần này như nó gặt làm sao. Ủa mà dây bầu này đâu có lấy giống. Cái này tự nó mọc á. Dây bầu này tự mọc. Tự mọc nhưng mà mọc cái dạng bầu đó là giống gặt. Nó rớt hột. Giống gặt. Tự nó lên mà nó tốt nha. Có thưa tiểu Bạch chưa? Mẹ kìa. Mẹ con mới đi học về. Đi học bỏ tiểu Bạch mà nhớ lắm hả? Chế gì chưa? Dạ chế ở trong nhà.
tắm rửa đi con, rồi mày nấu cơm chín nha con. Dạ. Thôi đi học về luôn hả nha. Bé ra thằng nước nè. Dạ tới rồi. Tiểu Bạch ra thằng nước ra quậy hả? Ủa, chứ về khi con mẹ mới học về. Ờ. Dẫn nó đi học về. Ừ. Ra kiếm Tiểu Bạch à. Nãy bé Út về trước cái ôm Tiểu Bạch ra đây đúng không hay. Mới xuống thằng nước đó là bạn rửa văn túng đó. Thì cũng có cô chú anh chị nói là áo dài bận quần trắng mới đẹp. Thảo Quyên cũng có quần trắng đó nha cả nhà. Ở sao quần trắng con không mặc? Con thích quần đen. Thảo Quyên do là Thảo Quyên thích quần đen nhưng mà mẹ cũng có mua cho Thảo Quyên quần trắng nữa. Có quần trắng thì ngay bữa dự lễ chào cờ đó, thì bé có mặc. Cá thì mẹ mình mua cũng thấm rồi. Giờ mình sẽ để bắt cái chảo dầu lên mình chiên. Cá này mình chiên lần hai con. Cá để chiên hết cái chảo. Cá cũng vàng được rồi, mình sẽ gắp ra. Để mình để hai con kia mình chiên tiếp. Con cá bự rồi. Có bắt cái chảo nước sôi. Phần thịt này Nguyệt bầm ra xong rồi cũng ướp gia vị với tỏi phi, hành, tiêu vô cái nha. Giờ mình sẽ thả vô nước mình nấu canh nha. Thịt này mình muốn xào cũng được, xào trước khi mình nấu canh cũng được cái nha. Nhưng mà do hôm nay ăn cái chiên á, dầu mỡ nhiều cho nên bắt nước á, mình để thịt vô mình nấu canh luôn. Trong thịt này cũng có một ít mỡ nè. Cho gia vị vô thêm nha, hạt nêm, đường, bột ngọt. Rồi cái nước á, sôi lên cái vớt bọt, mình để bầu vô. Mình cũng vớt bọt xong rồi, giờ để bầu vô. Rồi mình sắc cộng cộng. Mặt canh này bữa nay tới thịt luôn ha. Anh mập đẩy gì vậy? Anh Ba làm gì anh Ba? Ba ơi. Vậy hả? Lát vô ăn cơm anh Ba ơi. Hôm nay đang bay hả? Đang nấu cơm nè. Hồi nó cho ăn cơm với em. Hồi ăn cơm nha. Rồi bữa hồi ghé nghe đèo ăn bữa cơm tao ra đẩy nó bụng mày. Ăn cơm đẩy tất cả cả chục chiếc luôn á. Rồi rồi đẩy đi. Nó bụng ăn cơm trước đi rồi hả đẩy tiếp. Hồi nó em làm tiếp cho. Mập đẩy xe trao. Chào thương hiệu cô Tư hả anh Ba? Cái này chào thương hiệu cô Tư. Cũng cũng có khán giả yêu cầu Hương Cù Lao đặt chào đem về đi tặng bán cho bà con ăn. Thì mập cũng đặt cũng 50 kết. 50 lốc. Rồi vậy tèo quảng cáo dùm Hương Cù Lao luôn nha. Thì cô chú anh chị nào rồi rồi vậy anh Ba nói luôn đi. Cả nhà mình có thương mến Tư Tèo của Hương Cù Lao qua ủng hộ kênh Hương Cù Lao mua tiếp chào nha. Có để số điện thoại qua bên kênh Hương Cù Lao phải không? Chào anh Ba. Không, ý là mình có để số điện thoại qua bên Hương Cù Lao phải không? Không, mà bên khán giả Tư Tèo có lẽ chắc cũng như khán giả Hương Cù Lao. Không, thì cô chú anh chị mà có muốn mua chào thì qua Hương Cù Lao thì vô phần trong bình luận thì Hương Cù Lao cũng có ghim số điện thoại đó, thì điện trực tiếp chị Hương ha, đang mình đặt hàng. Cái này cũng mới lấy về chuyến đầu tiên rồi, cũng không lấy nhiều, lấy 50 kết à. 50 kết này là 450 hũ. Dạ. Một kết gì nè cả nhà là nó 9 hũ nha. 9 hũ. Công ty nó ra đưa ra đút ra là mình làm 10 hũ cho nó dễ tính mà, nhưng mà công ty chắc lấy con số 9 mà cho nó đẹp rồi gì không biết. Chắc chị kết 9 hũ. Rồi anh Ba đẩy xong ra ăn cơm. Cần chín rồi mình để gấp hành vô ha. Hành vô nhặt xuống ăn. Giờ mình múc canh ra để vào cơm ăn. Mình sẽ cho ít tiêu, tiêu luôn. Ừ. Cái canh này bữa nay chắc ngọt chứ. Rồi, cái cơm này gia đình Tèo chuẩn bị xong. Tại mà cái nhà ăn cơm cùng gia đình đó nha.
Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Rồi mời cả nhà ăn cơm với gia đình Tì Tèo luôn. Hôm nay có dịp ăn cơm với Tì Tèo nha. Đang đói bụng. Nay thì cũng có hỏi chị Hương, mà chị Hương nó đi công chuyện rồi cả nhà, đi sớm không có nhà. Hương đi đám mà chưa có về. Mập ở nhà cũng có nấu cơm mà, nhưng mà mấy đứa nhỏ này nó cũng chưa sẵn ăn rồi, thôi ghé ngang ăn Tì Tèo cho nó vui. Ăn mình buồn ha. Mỗi bữa nhà chờ Tì Tèo ăn có 2 tô canh, không có mập phải 3 tô. À, dễ ăn cả nhà. Bữa nay trái bầu cũng hơi bự, nấu canh hơi nhiều. Còn anh Ba ăn tự nhiên nha. Canh bầu mà ăn với cá chiên thì còn gì bằng nữa. Cá muối. Ngon ha. Cá chấm nước tương. Chấm nước tương ngon. Cá muối chiên mình phải chan canh ha. Dễ dễ ăn. Canh bầu nấu thịt bằm nữa nè. Cá này mà con kho nó càng lâu càng dễ. Hâm đi hâm lại mà ngon cá biển á. Cá này kho nước dừa ngon mà. Dạ. Trong này cá mặn lộ, cá mặn má này kho nước dừa ngon. Anh cũng thích cá này kho nước dừa. Càng kho nó thịt nó càng dẻ. Nó thơm lắm. Con kho nó thơm. Nếu cắt cỏ gì dễ quay tối không? Em cắt cỏ sáng. Dọn đây nè. Dọn cái miếng nữa đó. Dọn em chồng em tỉa. Chuẩn bị hoạt động trở lại. Với đợi hai đứa nó đi học về ăn cơm. Cái này gia đình Tư Tèo quay thì phải trông chờ hai bé nữa. Lúc trước thì nghỉ hè thì lúc nó quay lúc nào cũng có hai bé. Còn giờ quay cũng phải theo thời điểm. thời gian không cho phép. Lại, nhiều khi em đi săn bắt về trưa đó. Thì cũng thủ cơm hai bé ăn trước rồi. Rồi xong cũng đợi ăn cơm chiều mới quay tiếp tục. Học tới 5 giờ mới ra. Dạ. Vậy đó đây 5 giờ mấy, tới trưa 12 mấy đi học rồi. Học 2 buổi không buổi? Buổi anh Ba. Có bữa học thêm tiết thì học thêm buổi sáng nữa. Tuần thì học thêm có 1 ngày 2 buổi nè. Con cá đi sao? Từng phút bây giờ lên trển nó học phải không? Còn thời gian đi làm. Vậy đó hả, đi làm hả? Mình thêm không thấy về. Đi làm cũng như là đi bán kiểu mà quán ăn hoặc là quán cà phê đó thì em thời gian rồi bưng rồi đó. Sinh viên thì thường thường vậy. Mới lên học đâu có mấy ngày đâu mà cũng tìm được việc làm. Thuận vậy. Hà tiện lắm. Nói cho anh con đi siêu thị con mua miếng thịt nhỏ với lọn cải về con nấu được tô canh. Cái con ăn được ngày đó, thịt con kho khô. Nói con mua miếng thịt, con mua trái dưa hấu gì ăn. Trời, dưa hấu tới 10 mấy ngàn ký đặng ngoại. Mua trái dưa cũng vài chục ngàn thôi, mua vài ngàn cải về nấu được tô canh. Tính toán nha. Không biết kho thịt kho rồi kiểu mà mình biết mình chế nước màu đó, thì nó dừa thì nó lên đủ cái màu nó rồi. Còn nó chưa hồi nãy giờ nó chưa biết thịt nó kho nó chế hơi nhiều quá. Rồi kho miếng thịt đen. Nó đen. Nghe mẹ nói kho đâu có nhúng gì, thấy trong cái chảo nhỏ mà nó đen thù lùi. Mua tiết kiệm mà, ta mua ít nè. Kho khô à. Nó mua đủ ăn. Mua nhiều quá là không có tủ lạnh rồi đem qua gửi ông Sáu bà Sáu. Mình thấy phiền quá. Nhưng khi bà Sáu nghỉ thì mình đem qua mình gửi cái bà Sáu mắc ngồi dậy. Hôm gà Hằng Sơn á, thì nó chưa vô học chính thức. Nó lên trả thôi chứ nó chưa vô. Hình như là ngày mai gì đó nó mới vô học chính thức. Rồi nó lên trả chắc chiều á. Rồi chị cũng muối thịt rồi mua bao nhiêu là mua ớt để xào cái ớt là kim sơn nên là giả ha cho anh em ăn để dành ăn nha. Đấy. Đi học xa nhà ha, không hút nào tiện đó. Cái này thịt bạch mà. Dạ, thịt bạch. Ăn no nhanh ba, còn cơm nè. Còn cơm ở nhà bầu mình nói chắc anh ba ăn ngọt. Tô cơm bạch cực. Nói chắc xuống nấu canh. Anh cũng thích bầu mà kiểu mà luộc á, luộc mà làm nước mắm tỏi ớt á, rồi chấm ăn xong ngon không, chấm chao cô tư cũng ngon. Cái bọng non muốn chao lắm giờ bọng non cái con luộc nguyên vỏ
đựng một vỏ ăn không bùi. Giá bồng mà cỡ tùm tay vậy ha. Ừ. Rồi luộc để nguyên vỏ luôn. Để nguyên vỏ. Rồi luộc nó ngọt rồi cái da ở ngoài đó mình rửa cho sạch cái mình ăn nó bùi 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 rồi chấm nước mắm tươi tỏi ớt á. Rồi ngon. Mình trồng nhà thì mình ăn luôn vỏ là mình ăn tự tự tin ha. Với lại ăn non á, cái vỏ non cũng ngon nữa. Cái vỏ nó bùi bùi quá. Mình chỉ rửa thịt ăn được. Ở đó giờ anh cũng chưa có ăn lần nào chưa á. Rồi được rồi. Cái gà này trước á. Rồi cũng quay lên nữa cái khán giả đó mặc cắt cái bầu mà nó vừa vừa non còn non rồi rửa cho sạch rồi luộc cái vỏ luôn ăn ngon lắm. Thiệt ngon thiệt. Cái mối em á là bạn bác Hồng Dịch với chợ á. À, lâu em không có chồng cứ gặp em mình hỏi có bầu không, ủa có bầu là gì, tưởng hỏi có bầu không à, có chồng bầu mà có chưa mà đem chứ cho tôi hỏi có bầu mấy tháng à, ủa có bầu chưa, ủa tự nhiên hỏi có bầu chưa, hỏi có bầu á hết hồn cứ nói là kêu em á là cắt cái bầu non á, tôi thích ăn là nguyên vỏ vậy đó rồi luộc à, mà thích dặn bầu của em á nó bầu bằng ngon như thằng nam có cười. Thì Nam thì bạn nhỏ này, nhỏ kia thì chung ra thì bạn nó cũng chưa có chồng nhưng mà dạng nó cũng quen cũng gần đám cưới rồi đó. Ông tôi cũng nói cho vui. Dạ. Ơi, bạn có bầu mấy tháng rồi? Có bầu đâu có bầu. Chọc ha. Cười lắm. Rồi bữa ăn gia đình Tèo cũng đã ăn xong. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay nha. Bây giờ Tèo